chủ nghĩa khắc kỷ, trở nên bất khả chiến bại khi biết kiểm soát cảm xúc. Phần 1. Kiểm soát cảm xúc. Theo chủ nghĩa khắc kỷ, chúng ta không kiểm soát được những gì xảy ra với mình, nhưng có thể kiểm soát cách phản ứng. Đó là triết lý cốt lõi của Stoicism, một trường phái triết học bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại và đã tồn tại hàng thế kỷ nhờ vào sự sâu sắc và thực tiễn của nó. Zeno, nhà sáng lập Stoicism, đã dạy rằng sự kiện xảy ra xung quanh chúng ta thường nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng cách chúng ta phản ứng với chúng thì hoàn toàn nằm trong tay mình. Đây là một cách tiếp cận mạnh mẽ, giúp duy trì sự bình tĩnh và không để hoàn cảnh bên ngoài làm lung lay tâm trạng. Hãy tưởng tượng, một ngày nọ, bạn đang đi làm và bất ngờ gặp phải một vụ kẹt xe kéo dài hàng giờ đồng hồ. Bạn không thể kiểm soát giao thông, nhưng bạn có thể kiểm soát phản ứng của mình. Bạn có thể nổi giận, bực bội và làm cho ngày hôm đó trở nên tồi tệ hơn. Hoặc bạn có thể chấp nhận tình huống, sử dụng thời gian đó để nghe một cuốn sách nói, suy nghĩ về các kế hoạch hoặc đơn giản là thư giãn. Chính sự bình tĩnh và lý trí đó là những gì mà Zeno muốn chúng ta hiểu và thực hành. Stoicism không phải là cách sống không có cảm xúc. Ngược lại, nó là phương pháp giúp chúng ta nhìn nhận và hiểu rõ cảm xúc của mình, từ đó chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành những suy nghĩ tích cực và mang lại góc nhìn độc đáo về cuộc sống. Trong những thời điểm khó khăn, Stoicism trở thành công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta đối mặt và vượt qua thử thách. Phần 2. Bình đẳng và sự kết nối. Trong chủ nghĩa khắc kỷ, Stoicism không chỉ dành cho một nhóm người đặc biệt. Nó khuyến khích mọi người, từ nô lệ đến hoàng đế, đều có thể học hỏi và thực hành. Triết lý này tạo ra sự bình đẳng và kết nối giữa mọi cá nhân trong xã hội. Điều này được thể hiện qua những tấm gương nổi bật như Epictetus, Seneca và Marcus Aurelius. Họ không chỉ là những người thực hành Stoicism, mà còn là những người truyền bá triết lý này đến nhiều thế hệ. Epictetus, một nô lệ trở thành nhà triết học, đã sống một cuộc đời minh chứng cho sức mạnh của triết lý Stoic. Ông dạy rằng, tự do thật sự không nằm ở việc thoát khỏi xiềng xích vật chất, mà nằm ở khả năng kiểm soát tâm trí và phản ứng của chính mình. Seneca, một nhà văn và chính trị gia, đã sử dụng triết lý này để duy trì sự bình tĩnh và lý trí trong các tình huống chính trị phức tạp. Marcus Aurelius, hoàng đế La Mã, đã để lại những tác phẩm kinh điển về Stoicism, nơi ông viết về cách sống và cai trị một cách nhân từ, công bằng. Một khái niệm quan trọng của Stoicism là cosmopolitan, sự đoàn kết và tính đa dạng. Stoics tin rằng mọi người đều là công dân của thế giới, không phân biệt giai cấp hay xuất thân. Điều này tạo ra một cảm giác liên kết mạnh mẽ giữa các cá nhân và khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau. Stoicism giúp con người xử lý cảm xúc trong cuộc sống. Bằng cách mong đợi những điều xấu có thể xảy ra, chúng ta có thể đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh hơn. Phần 3. Tìm kiếm hạnh phúc thực sự. Chúng ta thường đặt sự hạnh phúc của mình vào những thứ bên ngoài. Điều này có thể dẫn đến sự thất vọng. Stoicism dạy rằng, thay vì tìm kiếm hạnh phúc trong những yếu tố bên ngoài không thể kiểm soát, chúng ta nên tìm kiếm giá trị bên trong bản thân. Đây là một nguyên tắc quan trọng giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn và tự chủ hơn. Trong xã hội hiện đại, chúng ta bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi xã hội và quảng cáo, khiến chúng ta theo đuổi những điều không thực tế và đôi khi không cần thiết. Những thông điệp quảng cáo liên tục nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đến từ việc sở hữu những sản phẩm mới nhất, đạt được thành công vật chất và có một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng theo Stoicism, hạnh phúc không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài đó. Khái niệm về lưỡng phân quyền kiểm soát, dichotomy of control, trong triết lý Stoic rất quan trọng. Nó giúp chúng ta phân biệt giữa những gì có thể kiểm soát và những gì không thể kiểm soát. Việc này giúp chúng ta tập trung vào những điều thực sự quan trọng và có thể kiểm soát, từ đó giải phóng chúng ta khỏi sự căng thẳng và lo lắng không cần thiết. Ví dụ, nếu bạn đang chờ đợi kết quả của một cuộc phỏng vấn xin việc, bạn không thể kiểm soát quyết định của nhà tuyển dụng. Nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, cách bạn phản ứng sau khi nhận được kết quả, và cách bạn tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác nếu kết quả không như mong đợi. Bằng cách này, chúng ta giữ được sự tự chủ và không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Phần 4. Đánh giá thành công. Nỗ lực hướng tới mục tiêu là điều tốt, nhưng việc thất vọng khi không đạt được mục tiêu lại không có ích gì theo quan điểm của Stoics.
Họ dạy rằng nên đánh giá thành công dựa trên nỗ lực bỏ ra, không phải kết quả bên ngoài. Đây là một khái niệm quan trọng giúp chúng ta duy trì sự tích cực và động lực, ngay cả khi kết quả không như mong đợi. Trong quá trình tạo ra video YouTube, việc đối mặt với khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là quá trình sáng tạo và nỗ lực trước khi tải lên. Mọi thứ trước khi tải lên đều phụ thuộc vào bạn. Quá trình làm việc chăm chỉ và nỗ lực để tạo ra nội dung chất lượng là điều bạn có thể kiểm soát và đánh giá. Một người làm việc chăm chỉ nhưng không được thăng chức có thể cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, theo triết lý Stoic, họ nên đánh giá giá trị của mình dựa trên chất lượng công việc, không phải phản hồi từ người khác. Điều này giúp họ duy trì sự tự tin và động lực, ngay cả khi kết quả không như mong đợi. Có bốn đức tính chính của Stoicism: trí tuệ, can đảm, điều độ và công lý. Một Stoic thực thụ không đánh giá thành công qua lợi nhuận tài chính, mà tìm kiếm sự thoải mái trong cuộc sống đơn giản. Trí tuệ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Can đảm giúp chúng ta đối mặt với khó khăn một cách mạnh mẽ và kiên cường. Điều độ giúp chúng ta duy trì sự cân bằng và không bị cuốn vào những thứ không cần thiết. Công lý giúp chúng ta sống một cuộc đời đạo đức và công bằng. Phần 5. Sống theo giá trị cốt lõi. Stoicism dạy rằng chúng ta nên sống với những giá trị cốt lõi như công lý và sự điều độ, thay vì theo đuổi sự giàu có vô hạn. Nelson Mandela là một ví dụ điển hình về việc áp dụng những nguyên tắc này trong cuộc sống. Ông đã học hỏi từ triết lý Stoicism trong tù, khuyến khích mọi người xây dựng lại đất nước thay vì trả thù. Ông đã chọn con đường hòa bình và phục hồi, mang lại sự đoàn kết và hy vọng cho một quốc gia bị chia rẽ. Công lý là phẩm hạnh quan trọng nhất trong triết lý Stoicism. Nó nhấn mạnh rằng mọi người không nên gây hại cho nhau, vì chúng ta sinh ra để giúp đỡ lẫn nhau. Điều này rất cần thiết cho sự hòa bình xã hội. Trong y học hiện đại, Stoicism có vai trò quan trọng trong các phương pháp như liệu pháp hành vi tình cảm, lý trí và liệu pháp ý nghĩa. Những phương pháp này giúp con người tìm kiếm mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Liệu pháp hành vi tình cảm lý trí và liệu pháp ý nghĩa, Logotherapy, đều dựa trên nguyên tắc của Stoicism. ABBT giúp con người nhận thức và thay đổi những suy nghĩ tiêu cực, trong khi Logotherapy tập trung vào việc tìm kiếm ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống. Cả hai phương pháp này đều giúp con người đối mặt và vượt qua khó khăn, duy trì sự bình tĩnh và lý trí trong những tình huống khó khăn. Stoicism không chỉ là một triết lý cổ xưa, mà còn là một phương pháp sống mạnh mẽ và thực tiễn. Nó dạy chúng ta cách kiểm soát cảm xúc, duy trì sự bình tĩnh và lý trí, tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong và sống theo những giá trị cốt lõi như công lý và sự điều độ. Triết lý này khuyến khích chúng ta đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh và kiên cường, từ đó sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Bằng cách chấp nhận và chuyển hóa cảm xúc tiêu cực, chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Stoicism là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta đối mặt và vượt qua thử thách, duy trì sự bình tĩnh và lý trí trong những tình huống khó khăn. Hãy bắt đầu hành trình của bạn để khám phá thêm về triết lý và phát triển bản thân qua các bài học từ các nhà hiền triết xưa. Triết lý Stoicism dạy chúng ta rằng, dù không thể kiểm soát những gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể kiểm soát cách phản ứng của mình. Đây là một nguyên tắc quan trọng giúp chúng ta duy trì sự tự chủ và hạnh phúc trong cuộc sống. Bằng cách chấp nhận và chuyển hóa cảm xúc tiêu cực, chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Nếu bạn cảm thấy những nguyên tắc này hữu ích, hãy chia sẻ video này với bạn bè và người thân và theo dõi những bài học tiếp theo. Chúc các bạn ngày hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.